một lễ hội truyền thống của người dân Khmer từ xa xưa, đó là lễ dâng y Kathina, một nghi lễ của Phật giáo. Trong mấy ngày qua, tại các chùa ở đất nước Campuchia liên tục thay phiên nhau tổ chức đại lễ dâng y Kathina. Các Phật tử cùng nhau gom góp y áo và tiền để dâng lên chư tăng xây dựng chùa, tạo nên một nét văn hóa độc đáo ở đất nước Chùa Tháp. Lễ dâng y Kathina được hình thành từ khi Đức Phật còn tại thế và truyền cho đến ngày hôm nay. Ý nghĩa của lễ dâng y Kathina là Phật tử dâng lên chư tăng y áo mới để chuẩn bị cho việc du hành sau 3 tháng an cư kết thúc. Đại lễ dâng y Kathina là một ngày lễ lớn của Phật giáo. Các nghi thức được tổ chức rất long trọng, trang nghiêm. Y áo và các vật cúng khác được Phật tử khiêng hoặc đặt lên mâm, rồi đội trên đầu đi xung quanh ngôi chính điện để tỏ lòng kính ngưỡng Tam Bảo trước khi vào làm lễ để dâng lên chư tăng. Lễ Kathina là dịp để tôn vinh những giá trị truyền thống của Phật giáo, là nét đẹp văn hóa của những tín đồ Phật giáo tại đất nước Chùa Tháp Campuchia. Theo quy định, trong một năm mỗi chùa chỉ được tổ chức lễ Kathina một lần vào bất kỳ ngày nào trong vòng một tháng ngay sau mùa an cư kết thúc. Trong ngày lễ dâng y Kathina, người dân tập trung về ngôi chùa để tổ chức các hoạt động lễ hội ngay trong khuôn viên chùa. Từ già trẻ, lớn bé, nam nữ đều mặc những bộ trang phục đẹp nhất để tham gia lễ hội. Lễ dâng y Kathina là lễ của Phật giáo và cũng là lễ hội truyền thống của người Khmer chúng tôi từ ngàn đời nay. Năm nào cũng vậy, chúng tôi đều phải tổ chức dù lớn hay nhỏ. Nhà chùa giống như trung tâm văn hóa giáo dục của người Khmer chúng tôi, và lễ dâng y Kathina là dịp để Phật tử chúng tôi cùng nhau đóng góp chăm lo cho chư tăng và xây dựng ngôi chùa của làng mình được khang trang hơn. Ngày nay, việc may y áo không còn là mối quan tâm của các chư tăng, nhưng nghi thức lễ dâng y vẫn được gìn giữ và bảo tồn ở đất nước Chùa Tháp. Một ý nghĩa khác của lễ dâng y Kathina ở Campuchia trong nhiều năm qua, đó là dịp để các Phật tử cùng nhau đóng góp tiền để sửa chữa và xây dựng ngôi chùa. Ngoài y áo, Phật tử họ còn đóng góp tiền, và số tiền này một phần lo cho sinh hoạt của các chư tăng. Phần lớn còn lại được sử dụng để xây dựng chùa chiền như chánh điện, sala, để ngôi chùa ngày càng được khang trang hơn. Cả nước Campuchia có trên 4.000 ngôi chùa Phật giáo. Trong suốt 29 ngày sau 3 tháng an cư kết thúc, tức là từ ngày 16 tháng 9 cho đến ngày 15 tháng 10 âm lịch hàng năm, đất nước Campuchia luôn nhộn nhịp với những đại lễ dâng y Kathina diễn ra tại các ngôi chùa trong khắp cả nước. Và đây cũng là nét văn hóa độc đáo của đất nước Phật giáo Campuchia.